Này cục này có chuột nè, bảo đảm luôn nè. Giỡn cục này ra đi. Tự nhiên tới cái cục này không ai dám giỡn như vậy. Chừng chăng nằm chổng á. Nè chuẩn bị nè, đó cái gì nhúc nhích đó. Nè coi nè. Đó một đống luôn kìa. Nhóc ở chổng luôn á. Chớp từ từ. Ôi trời ơi. Nè. Không có hàng, cái hàng nó. Hàng nó hàng bạ. Nè chạy nè. Đó. Ờ cắn. Chụp tí gác này chứ. Chụp kiểu sao nó lụm mình luôn. Dục cho đàng hoàng ở chỗ nha, hiếm. Mẹ thằng cháy đó, chạy ra đó. Ôi trời này mới để thêm nửa tháng nữa mày. Đó chụp bự tung tung. Trong em bắt luôn, đập luôn. Vậy đó, ừ. Bắt luôn. Hi, xin chào cả nhà nha. Hôm nay Tân cùng anh em sẽ đi quay buổi đi bắt chuột cho các bạn xem. Một cái nhà mình xem clip vui vẻ nha. Ở những tập trước thì Tân cùng anh em có chắc một cái cục trà ở trong vườn bạ. Thì đợt trước thì người ta chưa cắt lúa, bữa nay thì có thể là chuột nó sẽ gom vô đó rồi. Người ta cắt lúa xong rồi. Hy vọng ở đó sẽ có nhiều chuột, sinh mới chuột cho cả nhà mình xem cho nó vui. Hy vọng kiếm vài chục con ở đó. Không biết có không nữa, mình xin hy vọng thôi. Xin tiếp bây giờ các bạn ơi, ít nhiều gì mình cũng về chế biến luôn. Hy vọng cái nhà mình xem clip khỏe nha. Bây giờ mấy anh em bắt đầu nha. Đây trên màn ảnh này là bạn Ân, ông thầy Hoàng, ông thầy bạn em. Mấy anh em sẽ đi bắt chuột các bạn ơi. Hy vọng cái nhà mình xem clip vui vẻ nha. Đây xin cỡ 40 chuột bự rồi. Hai chào cả nhà nha. Bây giờ mấy anh em đi đến điểm mà bắt chuột nha các bạn. Hôm nay mấy anh em sẽ bao lưới bắt chuột. Này ai đạo gì trời. Đào hang bắt cá gì mà. Đây bây giờ mấy anh em sẽ giải trả bạn ơi. Hy vọng trong đây sẽ có chuột nha. Hy vọng. Ít nhiều chắc cũng phải có. Ớ từ từ. Gì dễ vậy với bà đó đó. Đó. Đó, con chuột bự nè. Chụp đi. Đó, dính rồi đó. Trời ơi, sao qua khỏi cái giò em được. Đó, thấy gì chưa các bạn? Con đầu tiên, lụm nó luôn đi. Thấy chưa? Ở dưới á, dưới nó bụng to à. Nó thà ba cái ốc vừa nhóc chừng. Ừ. Bóp đi, bóp cho chắc nha, nó xỉu à. Nhìn thấy bụng to là biết rồi, con chuột nó mập hết, biết mập, trời. Này chắc cũng không nhiều chuột, nếu mà có nhiều là nó túa liền. Hi lấy cái cây rồi, chừng gai à. Lấy cây bát nãy đâu rồi, Hi sửa sửa lên đi. Dưới này bụng to à. Hết thiệt. Trời trời, nguyên cục trà nhưng mà có một con một. Chắc đẹp chứ mà không vô trời. Nó chăng cái bãi ốc luôn nè. Mở đây gáp ó nha, lấy cây thọt thọt được rồi. Kiếm cây gì sắp sắp dưới rồi, chỗ này khỏi gáp ó đó, đừng nhào vô không nổi. Đó, đó thấy chưa? Trời trời ơi, con ếch trời. Con ếch hả? Tưởng nó con chuột không chà bá luôn trời, nằm. Con ếch hết, con biết con ếch trời. Bự chà bá luôn, tưởng nó con chuột không trời. Con ếch bằng cái lu vậy các bạn. Trời ếch bự thiệt, anh tưởng con chuột không à? Anh không tính chuột không à? Mà gai không? Hay lắm ếch ơi. Ếch này mới nào lấy lòng nó đây gài nè. Ở đây một lần mấy em gài ở đây cũng trúng ếch nhóc nè. Trời ơi, cục trà chỗ này gì mà có một con chuột rồi các bạn ơi. Ổn hết biết. Tức tức ếch nữa, ếch đổ thoát luôn. Ếch quá. Nghe thui ha. Ừ. Chúng trong mát sao đen thui trời. Nước. Đây mấy anh em đi tiếp các bạn ơi. Ổn ghê. Được con chà bá lửa luôn. Trời trời, chuột này nó ngon mập. Đây mấy anh em đi tiếp nha các bạn. Về mình giỡn chà nhà. Đây
giờ mấy anh em về dở trà nhà các bạn ơi, trà nhà chắc ăn chuột nhiều đó. Các bạn xem tiếp video nha. Trời đó, giờ mới dở cục trà vậy mà có con chuột một. Không hiểu luôn. Mấy con chục con cả này cũng đỡ khổ. Trời ơi, đằng kia là bảo đảm trên. Đằng kia khỏe luôn á. Không để mà có là qua bên đống trà nhà lại chơi luôn. Ừ. Trời dễ gì nhà, đằng đỉnh có hai đống đó, có em nói là kiếm cả hai ba chục đó. Đấy, tiếp tục chương trình các bạn ơi, bây giờ mấy anh em về trà nhà, giờ mấy anh em về trà nhà để giải trà nhà. Ở đây thì có thêm hai thành viên cháu Khải với cô Đỉnh để dở tiếp cho nó vui, bắt rồi bắt trà trà nhà nha các bạn ơi. Trà này bữa hôm mấy anh em chắc rất là ok. Trà ơi, thì thôi bông dở đại. Cái cam bị hư rồi, bị ngập nước á, đúng dạy nó thối rễ sao rồi. Anh Khải bẻ riết rồi chết cây. Đây giờ mấy anh em ra vườn rồi, dở cái đống trà này là tới cục cạo luôn. Hôm qua tính nó lại luôn rồi. Mấy anh em sẽ bông bắt chuột ở đây các bạn ơi. Đây đám trà của mấy anh em rất là đẹp và rất là lịch sự. Thầy ơi, lo mấy chuyện gì không? Đi mót đi. Ơi, dịch này đâu có đẻ bậy bạ như mấy dịch kia. Đẻ nước không? Nước này nó sâu nữa thì sao lụm. Đi ra là... không phải bị đứt cái giềng lưới dưới á. Giềng lưới dưới rồi. Cầm cho nó qua cho cầm. Nó đi, cầm cái gốc cây sao cầm. Ờ cầm cái gì đó. Cầm cho ra ngoài chút đi ơi, lưới dày lắm, lưới nó ấy lắm, rộng rộng nên mình dễ dở trà đấy chứ. Cầm lưới này dài dữ lắm. Lưới này dài. Chảy ra đó đi rồi cầm dài dài tới. Cầm nói theo cho anh Hoàng kìa. Cứng thì xích vô. Này mấy anh em sẽ dở cái cục trà này các bạn ơi. Tập trước thì mấy anh em dở cục trà này cũng đỡ à, với tập sau thì nói chung tập này thì mấy anh em đã chắc trà lại rồi các bạn. Chắc trà lại. Trà rất là đẹp luôn. Đó là nước gì luôn cái gì. Đi cầm đây đòi dặn, có gì đâu. Gãy luôn. Cái này gãy rồi trời. Cái nữa thay mấy cây đó lại hết. Cây nào gãy thay rồi. Này, tiếp tục là một buổi giờ trà chuột nha các bạn. Cái vô phải không? Vô, cắt vô. Ừ. Có anh Hoàng cầm nổi cây đó thôi chứ mình cầm thôi đó. Tấn tiếp bạn ơi. Giọng quá luôn. Không thể ăn chứ giờ không cầm thôi. Đây thế là cái lưới trà cũng thành hình này nha các bạn. Bây giờ ok nha các bạn ơi, bây giờ mấy anh em sẽ dở trà các bạn. Vậy đó sao nó ra dài dữ vậy ta? Khải đây cũng được nè Khải. Bỏ sau lưng con nè. Ừ. Này, cái này có cháu Khải tham gia luôn nha các bạn ơi. Đó, huấn luyện. Đó, rút ở trên chứ con nó nhẹ hơn, rút dưới. Ngồi cho nó chạy tưng tưng đại đi, nó không có ra được đâu. Khải đi, nó không có ra được đâu.
dở xong thì bắt cho nó khỏe. Không, con một rồi. Nãy mấy anh em dở cái trà kia có một con một rồi các bạn. Hy vọng cái đám trà này sẽ có nhiều chuột cho các bạn xem nha. Lấy ở trên nó khởi, ở dưới nó còn rút nó không có ấy đâu. Dở trên trước ấy khởi. Rút ở dưới rút nó nặng, nặng. Rồi thì ăn đi đâu vậy trời. Ôi trời lo. Thôi dở cho lẹ ông nội ơi, hồi tao dở tới 4 giờ luôn đó. Xong rồi dài luôn. Làm nó thì nó gấp mà nó. Chút đi kệ nó. Chở chạy vòng vòng nó đi. Ra đâu? Vậy. Cái lưới cái túi nãy đâu? Đem túi làm gì? Ờ kệ đi, lỡ rồi bắt rồi bắt bóp lại lại đóng đi. Ôi, đặt chết gì? Lại đi kệ đi bắt lại để hồi cố gắng hổ ngựa thì không hổ ngựa hàm xả hên xui cải này là nó không có làm ăn gì được hết chứ. Nãy giờ có nhiêu đó, bạn gắn mối cũng gì cũng được. Thầy dám đi nhậu với thằng Lộc tới sáng luôn, còn thủy gì nữa đó, đi 3 giờ đó, về beng. Dở ở trên trước ở con, dở ở dưới con kéo sao nổi. Cây bự cho chú ăn dở đi. Dưới á, chuột nó ém dưới á. Thôi thôi thôi, thôi chút coi bác. Chút coi bác, cãi nó đi. Ra ngoài luôn bây giờ nè. Thấy không, nói rồi, không có làm ăn gì nữa chứ. Kêu chút xíu hả bác, trời ơi. Cải nó nằm trong này không chứ nó làm gì đâu. Thấy chưa, thấy cải chưa? Phải cải là không có làm gì được chứ. Cái nhỏ dở tới đi. Cải nó chạy vòng trong này không có đi đâu đâu thì sợ. Mình bao lưới rồi cho nó chạy mà. Chấp nó chạy. Dở cái cây nhỏ nhỏ kìa. Đó, cái chiếc mặt bự bự đó. Cải nó đi, dở tới đi, không dở lấy gì bác. Lấy ra luôn đi chứ. Lấy ra mới dễ bác. Thì dở tới đi, cải bà nó chui dưới không dở sao bác. Trời ơi, lo dở thì cứ dở tới đi, đứng ở đó không lấy gì mà bắt được. Nó nằm ở dưới không à. Mình càng dở nó càng ém xuống mà. Tiếp đỉnh. Trời mấy ông thầy. Cãi nó. Nó nghe đồn là chuột này nó cắn dữ lắm đó mà không biết sao nè. Đừng nói một phản giống nãy nữa, lại luôn. Mình đóng đường con là bệnh luôn đó. Cãi nó, dở tới đi. Cãi nó đi. Chút xíu bác, cũng đâu có đồ đựng chụp đâu. Dính luôn rồi. Cãi nó đi chút xíu bác, không có ra được đâu. Ở đây là nguyên bài chuột lứa đó. Cãi nữa. Dở thì không nói, dở tiếp. Cãi nó ra có được đâu. Đó, cãi nó đi, cho nó chạy đi.
dở tới đi, dở hết đi, thôi mày bắt, cho mày bắt cho đã. Trời ở dưới nhóc luôn á anh ơi, ở dưới bạ không à. Chuột thế nào có chuột bự ở dưới á. Khải. Bắp cho chết nghe chứ đừng có đem ra ngoài rồi 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 hồi nó xảy nữa. Bắp chưa? Dạ. Thấy là bắt con chuột thấy cũng cục thấy chán thì. Nhỏ quá. Lẽ được có hai con chuột này sao? Bốn con rồi đó. Nguyên một bầy luôn đó. Quá. Bắt chụp nó đàng hoàng. Dạ. Trời ơi. Leo cây ra luôn đó Khải. Dễ gì leo được. Bắt chụp anh coi nè. Chị anh trai chụp đi. Chụp chứ đập gì? Chụp mấy trai này bắt hết mệt thiệt chứ. Tay trái không bắt nãy mấy con rồi. Tại không thèm bắt. Ây da. Ê con mở cái ơi. Tám. Trời ơi Khải hồi ra là cái tay trái không à. Mẹ. Đi vô vậy. Có rồi, tiếng chuyện rồi. Dạ con đi. Bốn năm con này các bạn. Đấy rồi. Đó chụp con nhiều lắm. Chụp hai tay thầy Khải. Tập chụp đi. Đó. Đó, đó con coi cái gì Khải. Đây để cho mấy anh em chụp đi, mình chụp nó quay quay máy quá. Bắn mấy con rồi. À, ủa? Lặn kìa. Đây nè. Lại đi anh các bạn. Chập nó lại, đó. Vòng qua vòng lại. Cái mấy cái đó nó nở chứ. Rồi mình ban rồi. Trời quay nữa, lại quay nữa. Tập vô đích. Rồi đó, con bậy một trời. Quá nhá nhiều lắm hả, chụp quá. Gì? Gì? Ủa con. Đĩa. Chết đi, gân đĩa. Chụp nó ra ngoài mẹ đi. Chụp nó nữa rồi. Chụp ra ngoài đi, có nói nhiều lúc chụp không vô nữa. Thôi cái bà chủ nó đó này. Được hết thả nhiêu con trời? Được có 7 con hả? 7 8 con gì hả? 8 con à. Đi mày trắng lộn nhoi. 7 8 con bằng cục bữa hổm vậy? 8 con. Cái gì? Chuột nó ém lắm nghe lấy cây cây ha. Chuột hết chưa? Cây đó chị dưới mặt đó. Không lấy cây cây hay không? Có đâu tao bắt này mà. Tay nhiều gai thì sao? Kỳ trời. Trời xịt gì? Cắt lúa rồi mà sao nó không vô? Ở đó đó, dưới đó đó. Nó thấy đống cái này mà. Con chuột bự với con nhỏ nè. Đây nè. Rồi đạp hết ra gì vậy? Đó, ba con nữa đó. Đây đống trà giả được nhiêu chuột nè các bạn. Nuôi nó bự nhiều lắm á. Người nó mỏi mắt luôn hả? Luôn. Ăn đâu đây này mới thấy. Ngồi hiếm, hiếm mà mấy anh em bắt chỗ này chết rồi. Rồi ra. Chập xuống. Đó. Đây cuối cùng mấy anh em bắt được bầy chuột các bạn ơi. Bây giờ mấy anh em sẽ sẽ ấy này lại các bạn ơi. Mấy anh em sẽ chắc chắc lại cục trà này lại. Các bạn xem tiếp nha. Được nãy được 8 con hả? 7 con. 7 con. 60 con hả? 60 con. Đây mấy anh em sẽ tiếp tục dở cục này các bạn ơi. Cục trà bự quá bự các bạn. Lớn lỏng à. Trời ba luôn. Ê Khải. Làm gì? Trời ơi. Dở luôn đi. Chưa đủ ăn đâu. Bậy bạ. Tiếp tục đi anh em ơi. Đây, mấy anh em tiếp tục dở cục này nha các bạn. Phân nào kéo ra nó đang để trà kìa. Mấy anh em sẽ dở cục này nha các bạn ơi.
thúi ình về, đem về rồi thúi ình liền, ủ hồi thúi dữ. Hy vọng cục này sẽ trả lại. Để 3 kg cái thật. Ok. Dữ vậy? Ông xài được có ngày một xài dữ vậy? Dữ. Hai mấy cái lò đặt nhiều lắm ha. 23 cái. Em mười mấy cái đó. Đặt đặt gì hết hai mấy cái đó. Ký rưỡi vậy đó. Đặt cả 10 mấy 15 cái. Đặt hết không? Lô lô đặt bữa là đặt đi. Cho nó ăn thả lắng. Sáng gì? Lấy cái này ra. Giờ này hồi coi vẫn có cá giòn nữa nè. Để coi cái đống trà này có chuột hay không nha các bạn ơi. Nãy mấy anh em chê không có chuột nè. Không có đâu. Có đừng ăn nha. Nó đi giải trà mà toàn thay không sợ không có mà. Rồi nó đụng đắt một đống trong trống luôn kìa. Không có mới sợ luôn á. Đây nè, coi nè, coi thử coi. Làm hai hăng bạ thôi chứ nó đâu có đào hơi đâu mà nó đào mới, đám trà này cũng đâu có lâu đâu. Không có mà, cãi không à, đùng nó đùng hăng bạ. Nó đập đầu nó luôn. Đó, 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 đập. Lo thằng lao gì không? Chưa, cãi nó đây, nó chạy vòng đây này, cứ dở tới đi. Cây là tao đập tao không dám chộp. Sao vậy em chộp? Chộp đại đây. Ê chạy ra. Trời ơi, chộp đại đến. Trời ơi, trời ơi, đâu rồi? Nó ná bắn nó, đâu rồi? Tìm vô nè, tìm vô lại nè, bên kia kìa. Trời ơi, quá chộp, dám chộp chộp luôn mấy ông thầy dữ không. Đó, lâu được con chuột bự. Dạ. Có dễ gì á, đạp sao chúng nữa mình không trời. Chạy bắn chụp á anh Hoàng, chụp á anh Hoàng ơi. Con nó lặn đây nó. Con nó bị trúng đạn rồi. Chụp á anh Hoàng ơi. Ủa cái gì nữa tôi bắt luôn mẹ. Lặn ra ăn rồi. Bỏ bỏ nó gì. Lặn ra đó đó. Đừng có nói chuyện thấy nó nổi chỉ đi bắn nè. Con này họ nổi đầu giờ nè mà sợ bắn rồi lấy không được á. Chạy ra chạy về góc vừa ra. Đâu. Đó. Qua đó thì nó nhảy vô con trà đó bây giờ nè. Trời cho lên đi. Khải luôn á. Trời Khải. Đây góc vừa á. Cánh bắn á. Trưởng leo cây vừa nha. Qua đây đỉnh này. Đỉnh thấy gì. Ra Khải. Nguyên cái đầu kìa. Đỉnh, 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 đỉnh. Đỉnh, đỉnh, nguyên cái đầu kìa. Đỉnh. Đi ra, đừng có la. Đó. Mẹ. Trời ơi, hút đậu gì đến ấy da, ghê chanh. Hút đậu. Cả nè. Cái gì? Trời. Mình cái kỹ ơi, chuột bự lắm mấy ông thầy ơi. Thằng Khải đi qua bển canh canh cái kia đi Khải. Canh cái mày thấy khó chưa? Lấy trắng trắng không kỹ thấy khó chưa? Cái dầu quất con chuột luôn gì chứ gì nữa. Không phải đâu, dầu chuối em ơi. Nhìn cái kỹ đây chuột này nó ok nó đậu trước mặt kìa. Đến đến, đến trước mặt này đến qua đây đến. Ngay đó đó, không có chèm đâu. Con nó còn sống mà. Chèm ơi. Thì nó còn sống nó lặn đó, đừng có la. Không có lặn, nó lên hết được luôn rồi. Đâu đó đó đỉnh. Chèm cái đó rồi. Nổi lên nữa bây giờ. Đó 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 đó. Chụp luôn luôn đỉnh. Bắn luôn chứ chụp gì. Rồi chụp quá, lẹ lẹ đỉnh để mắt đỉnh. Đó chết rồi đó. Vậy làm chuyện khó mới chèo nha, nãy chở không chịu bắt đâu. Cầm đi cho bớt sợ. Trời ơi, gặp chuột bự mà sợ. Chuột nhỏ bự chụp giống chó con Hoàng. Gặp chuột bự sợ. Quá tài. Trời ơi, trời ơi, chuột gì mà sợ không dám chụp. Nãy anh tính bắt luôn rồi. Anh biết nó chạy nó thế nào cũng lòn ra. Lòn cái đường đó đó, đường cầm đó. Chưa. Cỏ không thấy thì dám chụp. Trời ơi, trời, thấy chưa, thấy ở đây nó, ai nói không có chuột đâu. Đây tiếp tục cục này có một con đầu tiên luôn cũng sức mồ hôi hết các bạn ơi. Làm chuyện dễ không làm, mấy anh em làm chuyện khó không à. Trời ơi chuột nằm phơi phới gì không ai chụp hết trơn. Cái góc đó là ăn ăn nó tắn đó nha. Đối thừa được chưa. Hay nữa con chuột ba lớn nó còn chui ra được nữa thì khích cỡ nào rồi.
Nữa hả? À? Thôi Khải ơi, đừng gớ nó con. Nè, giờ mình vô đây luôn đi. Mấy anh em làm chán quá. Cái đùng kìa, đùng cỡ này nè, nó không có chuột. Đây nè, cục này có chuột nè, bảo đảm luôn nè. Giỡn cục này ra đi. Tự nhiên tới cái cục này không ai dám giỡn như vậy. Dựng chăn nằm trọng á. Nè, chuẩn bị nè, đó, cái gì nhúc nhích đó. Nè, coi nè. Đó, một đống luôn kìa. Nhóc ở trọng luôn á. Chụp từ từ. Ôi trời ơi. Bởi vậy gì không đó, chỗ ngon tắn dài. Bắt mấy con trong này ở đây. Bắt này cho rồi đi. Chú Nam bắt tiếp, chú Nam. Chụp đó Khải. Chuột nhỏ mà lấy cây khều hoài à. Chuột, rồi, chăn cây cây luôn. Dịch, dịch dặt. Con chuột mà. Đâu rồi? Chuột nãy đẩy đâu rồi? Chuột ngoài nó đẩy. Khải, Khải. Đi gà cho nó đi, gà cho nó đi. Cắn không dần. Rồi đó, chụp lại đi. Đó chè mất à. Chỗ ngăn nó tắn yếu quá. Chỗ chỗ đó tắn lại cái nữa đó. Đừng bắn cho nó vô đây. Chết ngoài đó bạn. Nó mày lấy cây á. Bắn chết chìm, đừng bắn. Lấy dừa khều chết, khều mất. Lội đại đi. Chủ nhà lội này, lội điện nè, làm những khó nè. Đó, trước mặt đó. Rồi cái giò tát chủ nhà nè. Rồi trời, chỗ gốc ngăn tấn gì mà hai con chuột ra chơi luôn. Lại ngăn thì chơi. Đây còn chuột bự nhóc luôn nè, đến ơi. Mấy cha chụp chuột chín hay lắm. Để... mới quay lại tao thấy lũi ra ngoài luôn. Ê, ê, ê. Đâu. Tùng lưới này hồi cho chuột phóng ra nữa. Nhóc còn chuột nhóc dưới kè vô đi. Mày đừng có đập, để tao chụp. Đừng có đập Khải. Rõ cây giùm ơn đi Khải. Khải nói nó cãi người ta chụp rồi đập vô sao. Đừng có dụng ra ngoài nữa. Rồi mai dở chân tiếp ổng trời. Dở tiếp ổng ơi. Trời ơi, thằng ăn nè, dục ra ngoài luôn đi ăn ơi. Cái gì rồi nó chạy đây sao chụp? Đã nó nằm dưới này dữ lắm, hang bạ nè, kìa. Nè. Không có hang, cái hang nó. Hang nó hang bạ. Nè, chạy nè. Đó. Ờ cắn. Chụp tới gác này chứ. Chụp kiểu đó, sao nó lụm mình luôn. Dục cho đàng hoàng ở chỗ nha, hiếm hàng giờ đang hiếm. Còn nhóc đó, nãy chạy dữ lắm á. Còn hết nhưng mà hết, Khải. Kìa, đây nè, cái đầu ở đây nè, bự đó. Tới đây luôn nè. Trong đây còn nữa hả? Hồi nãy thằng nào nói ở đây không có chuột. Thằng nào, thằng chó nào. Chửi luôn đó, giờ wow, chửi luôn đó. Ê, còn chuột nhóc chơi thì kêu dở, kêu dở. Thấy không? Thôi, thôi Khải đi về ngủ đi Khải. Thấy mày thấy chán rồi. Cái này nó bươi lắm, hàng dữ lắm rồi. Ở dưới nhóc, ở dưới kè nguyên ổ luôn kìa. Chuột mẹ chàng cháy đó, để ra đó. Ôi trời, này mới để thêm nửa tháng nữa mày. Đó, chuột bự tung tung. Trong em bắt luôn, đập luôn. Gì đó, ừ. Bắt luôn. Ôi trời, nó mét nhà bá luôn. Nè. Trời ơi, chuột công nghe. Công nhận. Nó bị cái gì lưng vậy? Bị rẻ. Ô bị bắn rồi, chuột này bị đỉnh bắn. Không, em mới đập nè. Không phải, lủng lỗ. Mới đập, tôi mới đập tét. Không phải đâu. Lủng là chuột bắn. Lủng. Chuột này bị bắn. Trời trời, con này cống lan nha các bạn. Coi còn con nào nữa không? Ê, cái hang này tới đây luôn nè anh Hoàng. Đây, coi chừng còn nữa, hang còn đi kìa. Cái giá đâu, Khải, lắng lấy cái giá này Khải. Đây, nữa để cái địa đạo củ chi vậy luôn nha. Cho nó vô nó ở lại. Thở đâu? Bên đây nào, bên đây có còn không? Thở rồi, bên đó cục luôn rồi. Bây giờ mình lấy cái bao lót nhẹ nó. Kìa, lấy cái tàu dừa đó kìa. Tàu dừa đó lót đại lên. Ừ. Đó, mốt con vô đây con ở con đẻ nữa nha các bạn. Con đẻ nữa nha, mốt con đẻ nữa nha. Con nãy đó.
Con chuột nãy mình bắn đầu tiên đó. Ừ. Đây cuối cùng được nhiêu con trời? Cũng nhiều lắm á. Này bên đây không hả? Ừ, với hai con bự. Hai bên kia hai ba nhỏ nữa kìa. Hải mới về, để cho ba hai con ba con. Ủa thấy chưa? Cái cục này vậy mà làm có chuột. 99% có chuột. Khải nãy nó nói sao hứa sao không ăn phải không? Có chuột là không ăn phải không? Nãy hứa nãy còn quay nữa nè. Wow dữ lắm đó nha Khải ơi. Đây anh Hoàng đang lót ổ. Ừ vậy đi. Ai gắt cây cây lên được nữa rồi, được rồi khỏi bả đó. Đây bây giờ mấy anh em bắt xong cái cục trà này rồi, cũng được đâu cả chục con gì rồi. Nói chung là trà này nói chung gì chưa đạt, chuột ít quá. Thì hy vọng ở nhà mình xem clip vui vẻ, bây giờ mấy anh em sẽ chắc lại cái đống trà này, chắc lại cho chuột nó vô lại. Đó mấy anh em sẽ tiếp tục giỏi cho cả nhà mình xem. Giờ các bạn xem tiếp video phần ẩm thực nha, giờ mấy anh em sẽ chắc trà dưới chỗ năm rồi. Rồi chắc chân cao quá, quay lại dưới thôi. Kệ đi, mấy mốt mình dở mới xuống cơm được chứ. Chắc là giữ luôn bà ơi. Cho nó cho thằng ăn nó dở. Đã lá cách đi. Được rồi. Còn tuột nướng vừa đó. Nướng có lá cách hay gì? Đợi ăn không? Đợi ăn chiều xuống không? Ủa đợi thằng Long không? Đợi đi. Chiều vô quận nó đi săn chơi. Chiều rồi tính sau đi. Rồi tính sau hả? Nhiên quốc này trước ha. Ừ. Ok. Rồi hồi làm ở đâu? Đây, cái gì? Hồi làm ở đâu? Đây với đâu? Ô chị Khả đi đóng chạy. Đây bây giờ mấy anh em vô các bạn ơi. Cũng được chắc cả 20 con quá. Có à. Hôm tới được không rồi? Nè. Đi vô tới đây rồi mới nhớ. Không thầy. À, chuột nhà có khác ha. Ồ con chuột kia chà bá luôn. Đây cũng được mới chuột các bạn ơi. Đây thì mấy anh em cũng bắt được mới chuột các bạn ơi. Mới mồi nữa nè. Mới mồi nữa. Ủa mồi đó thấy chưa bả mà. Nó đặt như đã rồi. Lâu lâu giỡn chà bữa vui chú Năm. Gặp chuột nào nó chạy. Giỡn con chuột gấm ác ra thằng nào nấy tóc chạy. Không nào dám vô. Bỏ tay luôn. Trời cũng chết luôn. Hai chào các bạn nha. Bây giờ cũng được nhiều chuột nữa các bạn ơi. Đường gỗ cũng khá đã. Quá ngon luôn các bạn ơi. Quá đã. Hai chào các bạn nha. Bây giờ bạn ăn đã đi chậm được mới lá cách các bạn ơi. Chậm nhà bà Út nha bà Út ơi. Coi clip này nhớ xử nó nha. Thầy lá cách. Đi ăn nhiều chứ bạn không chọi chắc chọi chọi hết cây lá cách luôn quá. Không biết gì chứ. Đây sau một chuyến săn bắt của mấy anh em thì cũng được mới chuột các bạn ơi, tầm 20 con. Đây giờ anh em sẽ chiên nha các bạn, chiên gói lá cách. Đây bây giờ bắt đầu chiên chuột nha cả nhà. Nãy cũng được ở gần 20 con á. Con đó là chuột em làm đó. Tới hôm chuyện luôn. Chuột nó mở tới mở luôn. Chuột gấp dính nổi. Ừ. Ừ. Hai con đại cháu à. Được rồi. Tới không chuyện chưa? Rồi cho mẹ ăn chuột nữa chịu không? Dạ. Ăn chuột không? Ăn chuột không lưu. Lưu. Để lại không chịu đi bắt chuột nè. Để lại lưu không có đi theo. Lại bữa nào qua dẫn đi theo ha. Mới bắt là dẫn theo luôn. Lại nó ghẹ đây hoài nè các bạn. Thôi đi, giỡn hoài à. Rồi ngoài đi, nó ngồi đi. Rồi, coi mẹ chuột. Chuột né, chuột né. Chiên mấy con bự trước nha. Ngon, con bự chứ chơi nữa. Quá ngon. Cái gì chịu nổi. Rồi đem cà phê đi cho nó khô đi, ướt quá. Được nhiều đó là nhiều rồi, tê tái. Tê nái không phải tê tái. Tê nái. Ừ. Đi chút xíu cũng được mới chuột các bạn ơi. Phần nữa mà hả mà. Đây cái phần lá cách với gạo găm này các bạn ơi. Cây nhà lá vườn nha. Có gì ăn nấy nha các bạn. Đây thế là được cái
dĩ mồi quá ngon các bạn ơi, để ăn cơm nha cả nhà. Thôi chạy vừa ăn cơm với vợ thôi, ăn mẹ đi gì, ăn cho nó đuổi xong tan gì đuổi cơm vợ chịu cơm vợ rồi ha. Đây giờ mấy anh em ăn cơm các bạn ơi. Rồi đi lại đi Phước à, muốn Phước ăn bạn cơm à, bạn Phước ăn bạn cơm nữa rồi cả nhà ăn cơm luôn nha. Chuột bắt nha. Rồi mời cả nhà dùng cơm nha. Chuột mới vừa ăn cơm bằng không kẹp rồi, mày nói chuyện nội không kẹp rồi. Nhóc nguyên con lại đi, nhóc cho nó nguyên con đi. Ơi bữa cơm đạm bạc các bạn ơi. Đấy ông chèn chuột chiên gói lá cách các bạn ơi. Tới nái luôn rồi, tới nái luôn rồi. Mời cả nhà dùng cơm nha với chuột chiên thường mạnh. Bả này bả bả bị trẻ vàng rồi quá trời lắm mẹ. Anh Hoàng lắm con bự đi chứ. Thôi ăn gì ăn dặn nè. Thôi thôi gấp em ăn, em gấp lại em ăn dặn à. Con này là bẻ rồi nè. Trời ơi gắn nó chiên cái gan nhỏ trời. Cái gan đang thui luôn, gan người ta bình thường nó chiên cái thành ung thư gan luôn, sơ gan luôn. Quá quá. Đây giờ miền Tây phải nhẹ nhàng nha các bạn. Vô. Rồi chắc chắc tám chén quá. Cái gì chịu nổi. Ê chuột nhỏ chín hết trơn rồi đó anh ơi. Mới chở. Trời ơi vậy là được thôi. Mới chở. Nó chín rồi, hồi nó khô gan rồi sao ăn? Khô gan rồi đó. Trời ơi trời, nó chiên đang khui vậy mà nó còn chưa. Khô gan à, ăn. Chín rồi ông thầy ăn thôi, ông thầy. Trời ơi con chuột gì mà. Không dám à. Chín hết trơn luôn rồi đó. Dầu ăn là thiệt chứ. Dạ ăn ơi. Ở đó con chuột nhỏ mày nghĩ dầu cái đó cái tay để vô còn chín nữa. Tắt lửa đi, tắt lửa đi. Không mấy con chuột kia chưa kìa. Nó giòn quá ăn cũng ngon. Nó khô quá. Mấy con chuột kia chưa? Để vậy đó. Đúng không? Chuột vàng vàng nó chín hết trơn rồi đó. Kệ hai mà. Hai con chuột vàng, hai con chuột đó đó vàng vàng. Ừ, chuột đó chín luôn rồi đó. Chưa. Con chuột đó kìa. Ừ. Chưa. Trời ơi, chuột gì mà chưa gì nữa, chín rồi. Gọi là cách không luôn đi. Tại đang quá. Để đi, mấy con nào trắng trắng để tao. Mệt quá. Chuột cỡ này nó chiên thiên thôi luôn. Tắt luôn. Không để vậy hỏi vàng à. Vàng đâu, hai chuột kia trắng tươi à, chuột mới. Rồi à, dài luôn. Thôi được rồi. Rồi. Chuyện cơm vợ đi. Thôi vậy à. Dễ à. Nào dễ thì thoát khỏi. Mày để cái cách này này nó dễ chờ ấy để nó tròn hoài à. Nó đào lá cách. Lá cách không à, không có ăn chuột các bạn ơi. Ăn hết gỗ mới cho về nghe, nói như rồi đó cho biết. Để tôi lạnh có gì đâu. Rồi. Bữa nay chuột đem sao. Nói ăn hết mới cho về chứ không phải đem về đâu mà bỏ tôi lạnh. Đổ bỏ em thấy ông thầy cũng gói lắm mà. Bỏ rồi. Còn nhiều lắm. Quá đi. Thấy ông thầy không ăn mà ông muốn chặt. Thôi quên rồi. Quên ngủ thằng ní. Vô ní à. Chuột chiên. Vô ông thầy ơi, chuột chiên gói lá cách nào ông thầy, bữa hổm ông chọc tôi nè. Tôi chọc ông lại nè, cái đùi nha, tới nái luôn ông thầy ơi. Cái đùi. Ăn đùi không? Con đùi bự bự không à. Tới nái luôn. Bữa nay dở ba cục trà. Cục đầu tiên thì được một con. Cục thứ hai thì được 9 con. Rồi cục cuối cùng là nhiều hơn. Rồi trời. Cục cuối cùng nữa không? Em nói đó, cái cục đó nhiều mà cãi không? Trở ra đi, chín hết trơn đó. Trở lại là chín đó. Tắt ra đi. Đó thấy không? Cục nhỏ nó mau lắm. Tắt ra luôn được đó ăn. Tắt ra luôn rồi chín yeah. Rồi. Dám cầm cái dĩa cái nữa. Thầy. Chín rồi. Dạ. Chưa.
Đắp mấy miếng gang ra nè. Vậy, ai mà? Đắp mấy miếng gang ra. Có chứ, ở trong này không? Cũng ghê ghê giờ, nãy giờ không để ý. Trời ơi, đâu ra rồi ớt đây, trong này đâu ra. Đó, nguy hiểm lắm nha các bạn ơi, giờ biết đâu địch biết đâu ta. Tin tưởng không cả. Anh Hoàng vẫn chơi nhiều. Con thầy. Rồi mấy bữa ổng cũng có nhát nha. Con thầy nghi ngờ. Không, không chơi đâu. Cái nào chơi nói chơi à. Trời, chơi nói lắm. Chơi nín định luôn. Chơi nói chứ không nói. Không, dính rồi mới nói không. Dính rồi mới nói. Quá hiệp. Chụp gọi là khắp tới nái luôn. Trời ơi, hết chén nữa các bạn ơi, xuống chén rồi. Lẹ quá vậy. Ăn cơm đi ăn. Ăn chén rồi. Xuống chén. Dở điện. Thôi kệ ăn chén vô trước đi. Dở điện qua tội nghiệp. Dễ gì các bạn ơi. Ngon. Bữa nay chả ăn thoát đâu. Dễ gì. Ngon không? Bữa nay dù gì cũng phải đến hết con này mới về. Hết gỗ. Ngon quá ông thầy ơi. Bữa nay ông có ông thầy hơn quá. Bữa nay mà giả hai cục trà đó không có, tao ăn ăn xong xuống ruộng luôn. Giả cái cục đầu mà có một con thấy cũng hơi sợ sợ. Anh giỏi rồi đó. Cây cây á. Anh thấy kỳ kỳ rồi. Cũng may mắn hai cục sao cũng đỡ đỡ. Phải không gỡ cái cục kia là này nhìn đói luôn đây. Cái cục người ta đã, người ta nói có chuột mà thấy ông gói gàng luôn vậy mà dám không chịu, không chịu gỡ. Mấy cha này thấy làm biến gỡ rồi. Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Ăn đi, ăn đi. Ăn đi em quay. Không nói chuyện được. Ăn kiểu này khó nói lắm, bị tan ra nữa. Này bị ép các bạn làm cuốn thứ hai. Đỡ đỡ tay tiếp kìa anh Hoàng. Vô cái đùi nặng quá. Cái tay đỡ đỡ tiếp. Nó mới đỡ. Tới công chuyện nè. Tới công chuyện các bạn. Đùi chuột gói lá cách. Đùi chuột gói lá cách các bạn ơi. Chuột giái. Thầy ơi, đừng có làm thầy ơi. Hư đẻ luôn rồi. Hư đẻ chứ gì. Hư nè. Hư đẻ nè. Bữa anh đỉnh giao giao ga qua vô tình lụm đưa biết kiếp mà. Không có, tại cố tình ngủ nó qua mà. Ngủ qua mà. Ngủ nó giao ga rồi ngủ nó ăn quá. Cái này có lá là đừng có nhiều. Có nhiều lá nhẵn không? Có nhiều lá nhẵn mà nó mắc cái mùi chuột. Đúng. Như mình ăn cái lá không? Đó mà có cái đùi á, có cái đùi mới có 2-3 lá được. Không, mình gói lá nhiều quá nó nhẵn, ăn như ăn lá không? Gì đẹp không? Lá mà thôi. Lá đó với rau găm là mình gói chuột ăn vừa. Dạ, yeah, tới tiếp một cái con nè. Đó. Anh đó nghe. Anh tới cho em hả? Thôi, anh ăn. Ăn đi, ăn đi em ơi. Ờ, anh đi. Ờ, đủ hai đùi nữa các bạn. Ờ, đi, đi. Quất đi em quay. Em còn con bên này mà. Chị có con khác. Này, về miền Tây mình ăn chuột ăn gì nữa mới đã nè các bạn. Chuột với lá cách nhức nách. Nhức cái nách. Sao dám gấu nguyên con trời. Nó cỡ gì không biết. Ở đâu con này nói năng mà. Chốt đại con đi. Ừ. Cái lúc người ta cho phép thì không chịu. Mẹ sắp lại. Bữa nay cũng nhiều mà. Ừ. À, ăn chuột là vậy đó các bạn. Gói lại hai đồ cho nó khép lại các bạn. Nó bước đấy. Đó. Ừ, khép lại. Thôi, mời cái nhà nghe. Ồ, nó nhỏ chừng ăn nó làm theo nghe. Bữa em thấy ông thầy rồi, cái con, cái con rồi. Đã không? Vậy mới ngon á. Trời ơi, bữa nay ăn không cho con kia cái gì luôn trời. Cho nó này đi. Kì, lưu, lưu, lưu. Đó hả? Chết
mày ăn mày đứng ra ngoài ai đi luôn. Mình bồi dưỡng cho nó nữa, mai mốt nó bắt chuột cho mình ăn. Bắt gà hôm nay không kịp là lắm rồi. Nhốt lại nè bạn. Bắn gì? Nó bắn gì? Cho gà chuồng đó. Nó ăn gà, cắn gà, gượt gà, cắn. Chính nó bị bắn thôi. Đó. Tên chuyện. Đây đủ nhóc. Ăn đi. Nè, làm đây. Đâu vậy? Bạn đâu ăn gào hả ta? Gào không? Bắn lời chậm. Dạ chả. Chả đâu? Cả 20 con. Bên đỉnh với sao nhà con toàn. Thôi vậy 2 cục đó, 11 nước nổi lên cái nữa mình ra đó kiếm lại. Nè, là anh chưa khó chứ. Cắt, chắc cái cục này nè. Hai cục gì bây giờ người ta có đống chả ngoài rồi kìa. Không đây là đủ chà ăn. Chà xe nó đủ ăn. Không chậm lại hả? À, chưa dở lại là thấy đường ngon, đường láng lư luôn. Trời, nãy vô con chuột cống ép mình cầm giò hay trời. Nó chạy tung nửa ký có khỏe. Chuột nó đâu có bọng như con chuột cống nhum đâu. Chuột nó nặng lắm á. Nó mập lù, nó nặng chịu. Tại nó có bị ghẻ rồi chứ không ghẻ đi biết cảnh chứ. Đấy. Đưa cho nó ăn đi. Đại đi. Cảm. Em con một gói con nãy giờ vậy giờ điểm bị nhức đầu rồi kêu nó kêu mua thuốc rồi mấy cô giáo đó đâu nó kêu về ghé ngang mua luôn không á. Rồi đợi đi đợi đi về ghé cái rồi luôn rồi ở đó cái bên chạy mua cái rồi cái bên ủa cái bác sĩ màng nữa trời ơi trời bước mấy bước tới rồi ôi cái này gì vậy chết luôn cái bác sĩ mạng ừ cái bên rồi mắt gì à, thôi bữa nay mệt rồi chạy đi chở lâu rồi ăn lận nhỏ nhà chưa luôn xương đặc đặc nhỏ ngon béo. Bé là biết sao không? Tại tao làm còn mỡ. Hỏi chú làm chú tốt cái sạch bóng chỗ người ta hết trơn. Ngon lành gì nữa. Cái mùa kia kìa chuột mới đã. Mùa này chưa đâu. Nè tao chét lên nè. Tao chét lên nè. Tại chuột em mặn nó không có mỡ. Tao chét lên nè. Bớt ăn chuột bớt. Mày vậy. Nó mới ăn mì. Này, một buổi đi bắt chuột cũng thành công cũng vui các bạn ơi. Những cái ca khó mà cuối cùng anh em cũng xử lý được. Bắt chuột trong lưới mà còn làm mấy ca khó nữa. Xử lý không được bệnh luôn. Ừ. Còn luôn cả không. Còn rau nhóc cho ngang ơi. Nó gọi hết gỗ rau mới cho về á. Tới anh chị. Ừ. À, ngày mai đi chơi không? Được. Đi bên vừa có việc vàng chơi. Qua việc vàng à. Chắc đi không được, mưa đi Sóc Trăng. À. Bữa nay vẫn đi Sóc Trăng. À, mai dữ lắm bệnh đồng cũng kia. 8 9 giờ nhớ trực đi Sóc Trăng. Mời tới. Tới 9 9 giờ rưỡi 10 giờ gì đó chạy quẹo đây rồi anh đi luôn. Ừ. Rồi 9 giờ anh chạy vô, sắp xếp chạy vô. Lên ký bảo hiểm thất nghiệp. Ừ. Dạ. Không ký là nó đâu có cho mình lãnh tiền đâu, phải hàng tháng phải đi lãnh ký. Đã vậy ta, thất nghiệp là có tiền hả ngộ vậy? Bây giờ giống nước ngoài vậy? Tại vì mình đã có đóng bảo hiểm mà. À. Tới qua lễ Quốc Khánh 29 mới lãnh bảo hiểm xã hội. Giang khác luôn rồi vậy? Được không? Chưa đâu. Khác hòa nữa không chưa. Mấy thôi à. Thầy ăn chiên tới con chuột nhỏ nó đen thui còn chưa chịu chín nữa. Chuột mà chiên tới cả màu đó là hết ngon. Sợ nó trắng quá. Không có đâu, đó, chuột đã trắng trắng vậy đó, ăn thử coi. Vừa
có dàn dàn nãy còn vẫn tươi à? Nãy kêu mới quăng ra đó, mấy là cũng chắc cũng nát xương luôn. Em chiên mà nó ấy quá, nó ăn đâu ngon. Đâu ngon đâu, nó khô gan rồi ăn gì. Mà trắng quá giận cái gì. Làm gì ghê, trời ơi, trời, con chuột nó bỗng lát à. Chuột nó ăn chua chưa? Có, chuột ăn chua thì em ăn. Ừ. Rồi, à, chuột ăn chua mà còn chuột chiên giòn luộc, trắng. À, luộc hèm nãy, đòi luộc hèm không chịu ăn, bó tài. Luộc hèm nó mới ngọt dữ nữa. Ăn canh chua được mà luộc hèm không ăn được. Nói là chưa ăn. Thôi, vậy mốt đừng ăn đồ luộc hèm. Chỉ luôn đi. Thôi, không dám chỉ, chỉ mất công. Thôi, bỏ anh đi. Ừ. Ở chuột luộc hèm mình chưa làm cái nào mình làm chuột luộc hèm ăn. Cười gì mà cười, nó nói thiệt cái cười vậy. Ôi, gì đình chỉ. Rồi, đâu phải là muốn luộc hèm ăn là có luộc hèm đâu. Hãy xin chào cả nhà nha. Vừa qua cả nhà mình xem cái buổi đi bắt chuột của mấy anh em và một cái tiết mục ẩm thực nhẹ nhẹ. Hy vọng cả nhà mình xem clip vui vẻ nha. Giờ bye bye cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà trên kênh Ngõ Năm TV trong những clip bắt chuột, bắt cá, săn bắt ẩm thực khác nha các bạn. Giờ bye bye nha.